Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về vấn đề tận thế, trong các kinh Phật cơ hồ không có đề cập đến, mà chỉ thường nói đến định luật thành, chủ, hoại, không của vũ trụ vạn hữu là nhiều. Song trong kinh Phật có cho biết rằng, ở khoản đời hiền kiếp, kể có năm vị Phật là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Phật cứ theo lời Phật Thích Ca Mách trước trong kinh thì sau này vào đời mạt Pháp sẽ có Phật Đi Lặc ra đời là một vị Phật thứ năm trong hiền kiếp để nối ngôi Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh. Chừng nào Phật Đi Lặc ra đời? Đó là một câu hỏi mà đến nay chưa thấy kinh nào định rõ ngày giờ. Nhưng chiếu theo nhiều kinh điển đã có trong đạo Phật để mà xét đoán, thì lúc Phật Thích Ca còn đương tiền thuyết Pháp cho đến sau khi nhập diệt tới nay chia ra ba thời kỳ là chánh Pháp, tượng Pháp và mặt Pháp thời kỳ chánh pháp là thời kỳ Đức Phật còn tại tiền thuyết pháp các đồ chúng rất tinh tấn hành y theo Phật pháp cho nên phần đông được ấn chứng Phật quả thời kỳ này phòng được 500 năm sau khi Phật nhập niết Bàn thời kỳ tượng pháp là thời kỳ sau khi Phật nhập diệt 500 năm có các vị tổ được truyền y bát thỉnh thoảng nối nhau mà xiền dương Phật pháp các đồ chúng nhờ đó mà tu hành đắc quả có nhiều song không bằng thời chánh pháp thời kỳ này đai rằng được một ngàn năm. Thời kỳ mạt Pháp là thời kỳ sau một ngàn năm của thời tượng Pháp, Phật Pháp suy vi. Đồ chúng lẳng mất tránh tín quay lại tà tưởng mà chia sẻ nhau ra từng khối rồi mạnh ai nấy lo tranh danh đoạt lợi bỏ luống Phật Pháp. Cho nên ít có người được chứng quả. Thời kỳ này kéo dài cả 10.000 năm. Như thế, nếu chiếu theo Phật lịch năm nay 2515 năm, thì đây là tới lúc của Phật Di Lặc Giáng Xanh nhưng sự phân định thời gian ấy có quả đúng chăng và thời kỳ mạt pháp diễn ra thế nào để nhận thức đã đến hay chưa đến và ngoài đức phật đi lạc ra còn vị nào ra đời cứu vãn cho thời kỳ ấy nữa chăng trong kinh pháp trụ có kể rằng hồi phật gần nhập niết bàn có di trúc với ngài a nan rằng sau ta diệt rồi đến đời mặt pháp các môn đề của ta bỏ các giáo pháp cứ tập theo cây thuyết không tránh đáng chẳng chịu tu giới tu huệ lại nhóm nhau những đồ hung đảng ác thấy ai có giữ được giới hạnh thì sỉ nhục chê bai vì cớ ấy nên các vị thiên long buồn sầu mà xa lìa còn các vị đại thần và trường già thì không sanh lòng tin kính tam bảo làm cho chánh pháp muốn diệt từ đó về sau đám tỳ kheo ấy tạo ác càng ngày càng lắm rồi nhờ có những người tỳ kheo khác biết giữ gìn sự thanh tịnh tu hành lại đem giáo pháp của như lai mà diễn nói cho loài hữu tình nghe làm cho cả thầy đều được phần lợi ích. Khi ấy lại có các vị quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ và những thiện nam tin nữ đều sanh lòng thương tiếc tranh pháp của Phật. Thờ phượng ngôi tam bảo cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết lòng hết sức ra hộ trì cho đặng trung hưng. Đó là các vị Bồ Tát lấy cái bổn nguyện rất to lớn mà sanh ra đời ấy đặng giữ gìn Phật Pháp và làm ích lợi cho chúng sanh như vậy. Xem thế rồi nhìn lại cuộc đời hiện nay không khỏi khiến cho người đời băn khoăn sanh ra nghi vấn. Huống chi, khi đọc qua kinh đại tập, về khoảng phân định thời kỳ sau Phật diệt độ càng làm cho người ta phân vân hơn nữa. Cứ theo kinh đại tập, thời kỳ sau khi Phật tịch diệt chỉ có 2.500 năm, phân làm năm thời kỳ như sau, một là 500 năm thứ nhất, thuộc về thời kỳ giải thoát kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này những người đạo nhân căn tánh cao siêu, trí tuệ sáng suốt y theo giáo lý của phật mà tu hành đều tùy theo phẩm hạnh mà chứng pháp giải thoát hai là năm trăm năm thứ hai thuộc về thời kỳ thiền định kiên cố nghĩa là trong thời kỳ này phần nhiều hành giả căn tánh tinh cần trí huệ điềm tịnh y giáo lý mà tu tập các pháp thiền na đều tùy theo phẩm hạnh mà chứng đặc định quẻ hữu lộ hay vô lộ của hàng đại thư hay tiêu thừa ba là năm trăm năm thứ ba thuộc về thời kỳ đa văn kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này phần nhiều hành giả tâm tánh sáng láng, tánh chất lanh lợi, y theo 12 bộ kinh của Phật dạy mà tu hành. Hiểu thấu các môn giáo lý hạnh quả và các phép đốn tiềm. Bốn là 500 năm thứ tư, thuộc về thời kỳ tháp tự kiên cố, nghĩa là trong khoảng thời gian ấy, phần nhiều những người học đạo căn tánh hẹp hòi, chi hướng cạn cợt, chẳng gắng công tu tập, chỉ ưa làm mọi sự hữu vi đem của riêng mà lập chùa xây tháp, đúc Phật ấn kinh. Vậy nên sau khi Lâm Trung nhờ phước duyên ấy mà hưởng quả báo nho nhỏ trong cõi nhân thiên. Năm là 500 năm thứ năm, thuộc về thời kỳ đấu tranh kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này, phần nhiều những kẻ tu hành, tâm hay háo thắng, ý thường ganh ghét, tuy là đồng tu một tôn giáo mà đối đãi nhau như kẻ ngoại đạo nhất là chấp chỗ học vấn của mình là phải mà cho sự kiến giải của người ta là sai. Cứ theo kinh đại tập thì năm thời kỳ này kéo dài cả đến 2.500 năm. Và theo Phật lịch thì năm nay là năm 2515. Càng làm cho người đời băn khoăn hơn nữa là khi đem so sánh thời kỳ đấu tranh kiên cố với hiện tình. Lòng không khỏi ngạc nhiên mà nghi quyết cho lúc này đã lọt trong thời kỳ mạt Pháp rồi và sắp đến giai đoạn của Phật đi lạc ra đời giáo đạo trong một ngày gần đây nhưng điều mà hầu hết giới người tu hành muốn biết khi Phật đi lạc ra đời, xã hội loài người vẫn còn giữ nguyên chẳng hay có cuộc biến thiên. cứ theo kinh điển thì mỗi khi có một vị Phật ra đời là có mở hội hóa đồ. Như đức nhiên đăng của Phật có lập liên trì hội, đức Phật thích ca thì mở hội linh sơn để tụ hội các bậc la hán và bồ tát. đến Phật đi lạc cũng thế, hội của ngài sẽ lấy tên là hội long hoa bởi ngài ngồi dưới cội cây long hoa mà đắc đạo chính vì đó mà hội của Ngài sẽ lấy tên là hội Long Hoa. Mặc dầu trong kinh Phật không nói đến tận thế, nhưng khi biết rằng sau này Phật đi lạc ra đời nối ngôi Phật Thích Ca lập ra hội Long Hoa hoa đổ chúng sanh và quốc độ của Phật đi lạc vô cùng trang nghiêm khác hẳn cõi diêm phù đề này tức là quả địa cầu của chúng ta đang ở không khỏi khiến nhiều người phải tự hỏi. Cõi diêm phù đề sẽ trở thành quốc độ của Phật đi lạc bằng cách nào? nếu không phải là một cuộc tận thế hay là cuộc thay đổi địa hình, hay xê dịch vị trí của quả địa cầu. Trong kinh Đi Lặc, Phật cho biết rằng, sau này Phật Đi Lặc hạ sanh lấy hiệu là Từ Thị. Quốc độ của Ngài là một quốc độ vô cùng trang nghiêm, lầu đài đều làm bằng bảy bóng, đầu đầu cũng có ao trong, có đủ thứ hoa thơm. Mặt đất thì bằng phẳng chẳng có gai gốc, chỉ mọc toàn cỏ nhuyễn xanh, người đi cũng như đi trên thảm người xanh vào cõi này đều là người có duyên lành, sống một đời vô cùng an lạc. Không đau khổ bệnh tật, phiền não, thân hình đầy đủ oai nghi đẹp đẽ, sống lâu đến mươi ngàn tuổi, có đủ các thứ mỹ vị ngon lành, còn mặc thì khỏi cần phải diệt, vì có thứ cây xanh ra quần áo. Đến khi hết số phần thì vào rừng dành cho người đến đó nằm an nghỉ luôn. Trong nước thì, thầy trong bốn biển bình yên, không hay chiến đấu cung tên chẳng dùng bùa ra tránh pháp trị trung, đem nền bình đẳng rộng dung giáo đời, bản dịch của đoàn trung con. Nhưng điều phước huệ nhất ở đời đó là chúng sanh được Phật đi lập mở ra ba kỳ thuyết pháp hóa độ các linh căn. Kỳ đầu, thuyết pháp phổ thông, độ thinh văn chúng rất đông, rộng nhờ, 96 ức con người, chẳng còn phiền nào biết nơi, ngăn đường. Kỳ nhì, thuyết pháp tỏ tường, cũng là độ rộng các hàng thinh văn, 94 ức mạng căn. Được qua khỏi biển tối tăm mê mù Kỳ ba Thuyết pháp rộng sông Độ thinh văn chúng sổ hầu cũng đông Chín mươi hai ức bổ đồng Tâm điều Ý phục Một lòng kính sưng Một Trong quyển quy nguyên trực chỉ Đức Tông Bồn cũng cho biết sau Phật Thích Ca là đến Phật đi lập ra đời Lập hội Long Hoa mở ra ba trường thuyết pháp hoa đồ các bực A-la-hán Người sanh ra ở quốc độ ấy sẽ Sống lâu đến tám muôn tuổi thân cao 16 trường, tướng dạng nghiêm trang, không người xấu xa, con gái đến 500 tuổi mới lấy chồng. Đời đó không có tai hỏa cũng không lạnh nực, cửa nèo chẳng gài, không trộm cướp, y phục hoa a xanh chẳng sự khó nhọc, vàng bạc châu báu đầy kho không người coi giữ, đất kia bằng thẳng không có gò hố, trên đất mọc cây hình tựa rồng vàng, trên hình rồng trổ bông nên kêu là long hoa thắng hội, nhân dân ở cõi đó cũng như cung trời thong thả trên cõi lợi thiên. Chỉ có sự khổ chẳng đặng chọn hưởng vui vẻ, một là ăn uống, hai là lợi tiện, ba là suy lão, bằng khi lợi tiện thì đất nứt ra, tiêu rồi đất bèn hiệp lại, trên mọc hoa sen đỏ, che chở mùi hôi, người hầu lâm chung đến chỗ huyệt mà chết, thần thức xanh về cõi trời, chẳng xa thu giữ. Bởi cớ sao? Là bởi người cõi ấy đều làm việc lành, cho nên xanh về cõi trời. Đức đi lạc Phật hội ban đầu nói phép, 96 ức người đặng quả A-la-hán. 36 muôn vị thiên nhân bát bộ phát tâm bồ đề, lại có nhiều người đặng bực nhị thừa tứ quả. Đại hội thứ hai nói phép, 94 ức người đặng chứng quả A-la-hán. 64 ức vị thiên nhân bát bộ phát tâm bồ đề, lại có nhiều người đặng bực nhị thừa tứ quả. Đại hội thứ ba nói phép, 92 ức người đặng quả A-la-hán. 34 ức vị thiên nhân bát bộ phát tâm bồ đề, lại có nhiều người đặng bực nhị thừa tứ quả. Đức đi lạc trụ thế sáu muôn tuổi thuyết pháp độ chúng sanh, khi ngài trở lại cõi niết bàn rồi, chánh pháp trụ thế cũng như vậy, tượng pháp trụ thế cũng như vậy. Việc long hoa tam hội nói sơ như vậy, còn nghĩa lý màu nhiệm, đều đủ trong kinh văn thuật hết chẳng đặng vậy, bản in của thạch mẫu. Từ trên nhẫn đến đây cả bộ kinh đi lạc và quyển quy nguyên trục chỉ chỉ nói qua hội long hoa và quốc độ của Phật Đi Lặc chớ không nói đến cuộc chuyển biến cõi diêm phù đề ra quốc độ của Phật Đi Lặc ra làm sao. Duy có hứa sử chuyển, trong đoạn nói hứa sử bị bắt lầm xuống diêm vương. Có nói đến sự chuyển biến ấy bằng mấy câu thơ này. Rồi đây trở lại dương trần, rằng ta nhắn bảo nhân dân trên đời, từ đây sắp xuống khốn nạn đến sau hoại kiếp tiêu tan đất trời, sau đi Lặc Phật ra đời ba chàng thuyết pháp độ người thiện căn phước duyên thọ mạng bội tăng lòng hoa sanh hóa mặc ăn lo gì những quan điểm này sẽ được xác nhận trong sấm kinh của cao đài giáo và phật giáo phái phật thầy tây an